Hữu Trung và Mỹ Duyên kính chào quý vị và bà con nông dân đã dành thời gian theo dõi bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước. Thưa quý vị, cùng bà con nông dân hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc và lần đầu tiên Hữu Trung cùng Mỹ Duyên xin được gửi lời chúc đến tất cả các gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau và vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Vâng, và chúng tôi không quên cảm ơn các nhà tài trợ của chương trình, đó là phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, kính thưa quý vị, bà con nông dân, hiện nay thì nuôi gà Ai Cập lấy trứng giúp nông dân thu hồi vốn nhanh, hiệu quả kinh tế cao và hiện thì cũng đang được nhiều người nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước chúng ta thực hiện. Vâng, đúng là như vậy đấy anh Hữu Trung ạ. Và anh có biết không, trứng gà Ai Cập ấy có tỷ lệ và chất lượng lòng đỏ rất là giàu chất dinh dưỡng và khá giống với trứng gà ta nên là được thị trường rất là ưa chuộng. Vì vậy mà nhiều hộ nuôi đang hái ra tiền từ mô hình này đấy ạ. Vâng, kính thưa quý vị và bà con nông dân, và trong bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị cùng với bà con về mô hình nuôi gà Ai Cập đẻ trứng của một thành viên hợp tác xã ở Hớn Quản. Và bây giờ thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Bình Phước được cấp thêm 27 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu. Việt Nam sẽ hình thành một ngành công nghiệp về yến. Nông dân hái ra tiền từ nuôi gà Ai Cập đẻ trứng. Chân thành xây dựng câu lạc bộ sầu riêng đạt chuẩn OCOP. Quý vị và bà con nông dân thân mến, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước cho biết là trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 27 mã số vùng trồng sầu riêng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép. Vâng, như vậy là tổng mã số vùng trồng sầu riêng của tỉnh Bình Phước hiện đã nâng lên là 65 mã số với diện tích là 2.412 hectare, xếp vị trí thứ tư cả nước về số lượng mã số vùng trồng sầu riêng. Hiện nay, cả nước có 876 mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu vào Trung Quốc. Trong đó có 708 mã số vùng trồng sầu riêng được cấp phép. Trong đó, tỉnh Bình Phước vừa có thêm 27 mã số vùng trồng sầu riêng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép, nâng tổng số mã vùng trồng của tỉnh lên 65 mã số với diện tích 2.412 hectare. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước, hiện nay tổng diện tích cây sầu riêng trên địa bàn là 5.300 hectare, sản lượng 14.800 tấn. Các địa phương có diện tích cây sầu riêng lớn gồm huyện Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh. Trong đó, giống sầu riêng Dona chiếm 61%, Ri 6 31%, Chín Hóa 5%, giống khác 4,3%. Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc nông sản. Một thông tin vui với ngành yến Việt Nam là tiếp sau lô tổ yến đầu tiên vào cuối năm 2023 tại tỉnh Hưng Yên thì hai container sản phẩm yến nước chế biến sâu cũng đã được làm thủ tục xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Sự kiện đã mở ra những cơ hội gia tăng giá trị cho ngành hàng này ngay trong năm 2024 này. Dạ vâng, thưa quý vị, với lợi thế là có 42 trên 63 tỉnh thành có chim yến, cộng thêm với điều kiện tự nhiên thuận lợi, thì Việt Nam của chúng ta đang có nhiều cơ sở để hình thành một ngành công nghiệp về yến ạ. Năm 2023, doanh thu của các doanh nghiệp yến đã tăng 43% nhờ sản phẩm xuất khẩu chính ngạch. Năm nay, con số này được dự báo sẽ tăng thêm 15-20% nhờ sản phẩm chế biến sâu. Đây là bằng chứng cho sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất yến trong nước, đồng thời là minh chứng cho sự phát triển của ngành chăn nuôi và nông nghiệp Việt Nam khi có thể tiếp cận và thâm nhập vào thị trường có giá trị lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Với việc đa dạng các sản phẩm từ yến, Việt Nam được dự báo sẽ có thêm mặt hàng tỷ đô khi đã có 8 trên tổng số 40 doanh nghiệp đăng ký được phép xuất khẩu các sản phẩm từ yến sang Trung Quốc. Yến cũng đã được xếp vào danh sách 1 trong 8 loại thực phẩm quý hiếm của Trung Quốc. Hiện cả nước có 42 trên 63 tỉnh có nuôi chim yến với trên 22.000 nhà yến. Sản lượng tổ yến của Việt Nam khoảng 150 tấn. Liên tiếp từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh các đơn hàng xuất khẩu cũng như là tăng cường liên kết, đầu tư với người dân để phát triển đàn chim yến. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, trong những ngày vừa qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Bình Phước của chúng ta ngày nắng nóng, đêm không mưa, nên hiện trạng rừng tại khu vực huyện Đồng Phú được dự báo là nguy cơ cháy rừng từ cấp 4, cấp nguy hiểm, đến cấp 5 là cấp cháy cực kỳ nguy hiểm.
Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đội cơ động liên ngành bảo vệ rừng tỉnh Bình Phước phối hợp với hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú tổ chức kiểm tra giám sát tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao. Phản ánh của phóng viên bản tin Kinh tế Nông nghiệp. Tiểu khu 235 thuộc chốt Lam Sơn nằm trên địa bàn xã Tân Phước có tổng diện tích hơn 1.200 hectare rừng. Đây là khu vực có nguy cơ cháy rừng cao do toàn bộ diện tích đều là rừng lộ ô, sen gỗ. Để đảm bảo công tác phòng chống cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã tổ chức phát dọn đường băng cản lửa, tổ chức đốt có kiểm soát và phân công trực gác 24/24 giờ. Tôi với cương vị chốt trưởng dặn dò anh em là đi thì phải mang theo là máy thổi gió, bị đập lửa và bình xịt. Để có phòng trường hợp mà khi xảy ra cháy là chúng ta phải thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ và dập lửa ngay lúc đó. Qua kiểm tra thực tế tại tiểu khu 235, đội cơ động liên ngành bảo vệ rừng tỉnh Bình Phước đã đánh giá cao công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và phòng chống cháy rừng nói riêng được hạt kiểm lâm Đồng Phú thực hiện khá tốt. Tất cả các phương án phòng chống cháy rừng đã được triển khai theo phương châm 4 tại chỗ. Công tác phòng chống cháy mùa khô năm nay thì hạt kiểm lâm Đồng Phú thực hiện triển khai công tác phòng cháy rất là tốt. Cuối mùa mưa, đầu mùa khô thì hạt kiểm lâm đã triển khai theo phương án phòng cháy chữa cháy rừng, dọn đường băng cản lửa đốt trước có kiểm soát rất là tốt, ngăn chặn cháy rừng lây lan. Để đảm bảo an toàn cho toàn 6.300 hectare rừng tự nhiên, hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú đã phân công 3 tổ trực phòng cháy chữa cháy rừng tại trụ sở cơ quan và bố trí 4 chốt bảo vệ rừng thường xuyên, thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Riêng 2 chốt bảo vệ rừng liên xã Tân Hòa, Tân Lợi, Tân Hưng, Tân Phước, ngoài bố trí trực tại chốt, thì lực lượng này phải tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được đặt trong tư thế sẵn sàng. Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo cho các cái bộ phận, các chốt bảo vệ rừng là kiểm tra các cái dụng cụ, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và để mà trực sẵn sàng khi có cháy rừng xảy ra. Thì ngoài ra thì kiểm tra các cái trang thiết bị khi mà nó có hư hỏng thì tổ chức là sửa chữa và bổ sung các cái trang thiết bị phòng chống cháy sao cho nó đảm bảo khi mà có cháy rừng xảy ra. Hiện nay đang vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, một số địa phương trên địa bàn tỉnh dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, cấp cháy cực kỳ nguy hiểm. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trong những ngày qua, đội cơ động liên ngành bảo vệ rừng tỉnh Bình Phước tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định phòng chống cháy rừng. Thông tin từ Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững tỉnh Bình Phước, thời tiết trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong những ngày tới tiếp tục nắng nóng, đêm không mưa. Hiện trạng rừng của một số địa phương trên địa bàn tỉnh nguy cơ cháy rừng từ cấp 1, cấp cháy thấp đến cấp 5, cấp cháy cực kỳ nguy hiểm. Người dân cần nêu cao ý thức trong công tác phòng chống cháy rừng, chủ động tham gia với các lực lượng chức năng khi có sự cố cháy rừng xảy ra, đồng thời chủ động điều tiết nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và bà con nông dân, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập là hướng đi mới của nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh. Và một trong những mô hình hiệu quả là nuôi gà Ai Cập siêu đẻ trứng, giúp nhiều hộ gia đình thu hồi vốn nhanh và có lãi lớn. Dạ vâng, và để hiểu thêm về mô hình này thì chúng tôi mời quý vị và bà con cùng tham quan trang trại gà Ai Cập của anh Phạm Ngọc Phụng ở xã Thanh An của huyện Hớn Quản ạ. Trong tổng diện tích 3 hectare, anh Phạm Ngọc Phụng dành 2.000 m² để xây dựng chuồng trại. Bắt đầu anh Phụng nhập về 6.000 con gà mái, trọng lượng từ 1,7 kg trở lên. Giá mỗi con gà sống là 150.000 đồng. Dù giá thành đầu tư cao nhưng gà sống ở giai đoạn này có khả năng chống chịu bệnh tốt, đồng thời cho đẻ trứng ngay. Hàng tuần thì có công ty ở bên cái chỗ lấy cám thì có kỹ thuật chăn nuôi, người ta lên kiểm tra liên tục, có gì người ta hỗ trợ cho mình. Hàng tháng, hàng tuần thì có
dụ như có bệnh tật tới tháng thì mình tiêm phòng ngừa vaccine cho gà, còn không thì nó cũng đơn giản. Gà Ai Cập lông trắng là giống năng suất đẻ trứng cao, có sức đề kháng và khả năng chống chịu bệnh tốt. So với các loại trứng gà khác, trứng gà Ai Cập có tỷ lệ chất lượng lọc đỏ nhiều dinh dưỡng hơn, khá giống với trứng gà ta nên được thị trường ưa chuộng. Tỷ lệ gà đẻ trứng đạt trên 80%. Mỗi ngày trang trại anh Phụng thu về khoảng 5.200 trứng. Tùy theo thời điểm, giá mỗi trứng từ 2.000 đến 2.500 đồng. Sau khi trừ chi phí cám, điện, tiền thuê nhân công lao động, mỗi tháng còn lãi hơn 100 triệu đồng. Trong mấy tháng này tôi thấy nó kinh tế rất là cao. Nếu mà trong tương lai tới này nữa mà tiêu thụ ngoài thị trường mà thấy nó ổn định, chắc nhân lên khoảng chừng 10.000 con để làm kinh tế cho nó cao, nó phù hợp với lại cái trang trại của mình. Nhờ áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đàn gà phát triển khỏe mạnh cho năng suất cao. Sau 3 tháng chăn nuôi, trang trại thu về lợi nhuận kha khá. Theo anh Phụng, nếu giá trứng giữ mức như hiện nay, thì chỉ sau 1 năm sẽ lấy lại vốn đầu tư. Trong năm thứ 2 có thể khai thác, thu lợi nhuận. Hiện anh là thành viên của Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ Thanh An. Toàn bộ trứng được Hợp tác xã thu mua tại trại, vận chuyển, đi bỏ mối khắp các tỉnh thành. Triển vọng của cái mô hình này thì tức là ưu điểm là cái hiệu quả kinh tế nó cao đó, và giải quyết được cái lao động việc làm cho lao động ở địa phương, và cũng đây là cũng là cái mô hình phát triển về kinh tế trang trại, rồi là phát triển thành viên hợp tác xã và đặc biệt là các cái lao động trẻ tại địa phương. Ngoài anh Phụng, Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ Thanh An còn có 5 thành viên nuôi gà Ai Cập đẻ trứng với tổng đàn là 40.000 con. Nhờ nuôi gà đẻ trứng, nhiều hộ gia đình đều có thu nhập ổn định hàng tháng. Ngoài ra, các trang trại chăn nuôi còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Hiện trứng gà Ai Cập của trang trại anh Phụng và các thành viên hợp tác xã đang được làm thủ tục công nhận là sản phẩm OCOP của địa phương. Quý vị và bà con nông dân thân mến, làm nông nghiệp quy mô lớn với giống chuẩn, quy trình canh tác chuẩn để cho ra những sản phẩm có chất lượng đồng đều đang là hướng đi của nhiều hội viên nông dân. Và câu lạc bộ trồng sầu riêng phường Minh Thành, thị xã Trân Thành đang tích cực chuẩn bị các điều kiện hướng tới mục tiêu xây dựng sản phẩm sầu riêng đạt chuẩn OCOP với quy mô khoảng là 15 hectare sầu riêng, giống cây ăn trái khó tính, vua của các loại trái cây. Là một trong những thành viên có diện tích trồng sầu riêng quy mô lớn nhất câu lạc bộ, anh Hoàng Đình Cường có 8 hectare sầu riêng, trồng được hơn 3 năm. Năm nay, vườn sầu riêng của gia đình anh Cường bắt đầu cho thu trái bói. Thời điểm này, vườn sầu riêng của gia đình anh Cường đã bắt đầu xử lý thụ phấn cho hoa. Trồng các giống sầu riêng Thái và Ri 6 sẽ có lợi thế thụ phấn chéo mà không cần đến cách làm thủ công như các vườn sầu riêng chỉ trồng một giống. Theo anh Cường, vụ đầu tiên để trái, nên gia đình sẽ tùy lực của từng cây mà để lượng trái cho phù hợp. Tuy nhiên, không để cây quá mất sức. Tùy theo cây. Nếu nó có lượng bông nó đủ á, nếu cây mà nào lực thì mình có thể có cây sẽ mang được một tạ hay khoảng 30 trái thôi, nhiều cây còn cây mà nó nhìn cây nó yếu thì mình để ít thôi, để 5-10 trái cho cái cây tập quen, là qua năm bắt đầu mình mới làm chính thức. Chỉ có 3 sào sầu riêng với 30 cây sầu riêng Thái và Ri 6. Nhưng mỗi năm, ông Đỗ Văn Tiền thu hoạch đạt trung bình khoảng 2 tấn trái. Năm 2023, gia đình ông Tiền thu đạt 3 tấn, bán với giá 62.000 đồng 1 kg. Vườn sầu riêng của gia đình ông Tiền trồng được 8 năm và đã thu được 2 năm. Năm nay là năm thứ 3, gia đình có sản phẩm thu hoạch. Xử lý trái vụ nên vườn sầu riêng của gia đình ông Tiền luôn có trái bán sớm và giá thành cao. Trước khi mình muốn xử lý ra bông ra trái, đầu tiên là mình phải giữ cái cơ đọt, mình phải cho bộ lá cho nó đẹp, cái thứ nhất. Thứ hai là rầu xây sâu rầy là mình phải xịt thuốc. Trước khi mà mình muốn cho nó ra trái, gốc gì là mình bỏ 5kg lăng, lăng long thành hoặc lăng lâm thao gì cũng được. Rồi trong vòng một tuần lễ là mình bỏ một gốc gì là 7 lạng kali trắng. Rồi bắt đầu một tháng sau, bắt đầu là mình xịt tạo mầm. Một tuần lễ mình xịt một lần, mình xịt 3 lần là bắt đầu nó ra mắc cua. Từ khi mà nó ra bông ra trái, bắt đầu nó ra trái xong rồi là mình phải xịt thuốc dưỡng.
Nhưng mà cái điều đầu tiên là phải giữ bộ lá cho đẹp. Trong thời gian tới thì chúng tôi là hướng dẫn, sẽ hỗ trợ cho những cái thành viên trong câu lạc bộ. Ví dụ như có hộ anh Hoàng Đình Cường, với số lượng là sầu riêng là lớn, mình chuẩn bị đang thu hoạch. Thì cũng sẽ hướng dẫn các cái thủ tục để làm cái xây dựng cái ô cốp cho, để hướng tới cái sự phát triển của cây sầu riêng. Thưa quý vị và bà con nông dân, có thể thấy rằng là qua phóng sự, để xây dựng được một sản phẩm sầu riêng sạch và được công nhận ô cốp thì các hội viên câu lạc bộ sầu riêng phường Minh Thành đã và đang thực hiện canh tác theo phương pháp hữu cơ để đưa ngành sầu riêng phát triển một cách bền vững. Vâng, và đến đây thì thời lượng của bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước xin được tạm dừng. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, những đơn vị tài trợ đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.